Hello, xin chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Sập Sài Gòn. Và xin tự hiểu mình là Sập. Và các bạn hãy follow mình Instagram đó là Sập Sài Gòn. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video mà mình sẽ giới thiệu. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu dụng cụ mới của mình. Đó là iPad, mọi người biết rồi, bữa mình có quay một clip unbox cái iPad này rồi, cho nên là không giới thiệu lại. Nhưng mà hôm bữa mình cũng có đặt thêm một cái cây này. Cái cây này đặt trước khi mà gọi là sao, đặt cái iPad thì đặt cái cây bút trước, xong rồi cuối cùng thì mình được tặng cây bút, cho nên là mình lại dư một cái bút ra. Nhưng mà bữa nay cái bút này mới ship về, đặt trước nhưng mà ship về sau, cho nên là mình cũng khui luôn, mà mình cũng so sánh thử luôn nha mọi người. Đây là một cây bút cảm ứng, và nó có hiệu là Tuny Pencil đây. Mình thấy cái hiệu Tuny này là cũng là một cái brand Việt Nam. Mình đặt thử ở trên Instagram đó, mọi người có thể search là Tuny. Nó cũng có web và nó cũng có fanpage, nó cũng có Shopee luôn, cho nên là cũng sẽ rất là dễ tìm. Thì mình cũng thử mình so sánh sau khi mà xài 5 ngày với lại cái bút Apple Pen, thì thật sự rất là thích mọi người. Còn cái cây bút này thì chưa biết làm sao. Mà cái bút này mọi người biết sao, mình đặt cái bản 2.0 là cái bản mà gọi là dành cho iPad tất cả các đời luôn. Còn có cây, một cây là 2.5 nữa, thì cái cây 2.5 á là nó sẽ dùng cho cái iPad đời mới, tức là nó sẽ kiểu chống mình tì tay lên cũng không sao á. Còn cái cây này thì tì tay lên thì chắc có sao nha mọi người. Thôi mình cứ khui thử ha. Cái cây này mình mua chỉ có giá là 750.000 thôi, thì để mình coi là có tốt hay không. Nếu mà tốt á thì mình cũng recommend cho mọi người mua cây này. Còn nếu mà thật sự là mọi người có điều kiện một chút thì có thể mua Apple Pen. Đương nhiên thì chất lượng thì mình nghĩ chắc chắn không bằng, nhưng mà mọi người biết là cái cây này nó có giá 3.5 triệu một cây. Cái Apple Pen á 3.5 triệu một cây, trong khi cây này chỉ có gọi là nhiêu, 750.000. Nếu mà cái phiên bản 2.5 thì chỉ có 790.000 thôi, thì nó quá rẻ. Mình là một lúc đầu là mình cũng đứa ham rẻ rồi mọi người, mình mới đặt mua cây này để cho mình xài cái iPad cũ, nhưng mà cuối cùng quyết định là mua iPad mới, cho nên là lại không xài. Đây mọi người thấy, khi mà so sánh bề ngoài của hai cái bút nè, thật ra nó khá là đồng đều, nó cũng khá là giống với nhau nha mọi người. Kiểu giống thiệt sự, nhưng mà nó khác nhau ở bề ngoài một chút là cái cây Apple Pen của mình á, nó là kiểu bằng nhựa nhám hả, còn cái này là nhựa kiểu nhựa bình thường, nhựa kiểu có bóng á, còn cái này là nhựa nhám. Cái này cầm cũng sẽ chắc tay hơn cái này nhẹ hơn. Cái này thì cầm đầm tay hơn một chút, nặng hơn, nhẹ hơn. Với lại ở đây á, thì mình phải sạc cho cái cây bút này. Cái này thì nó có một cái jack sạc, cổng Type-C nè mọi người. Còn cái cây Apple Pen của mình thì mình không cần phải cắm sạc gì hết. Không có một cái nút hay là một cái lỗ gì trên cái bút này hết. Chỉ có để cái bút kẹp vào trong cái máy thì máy nó sẽ tự sạc cho cái bút này luôn. Cho nên là mình không quan tâm tới cái việc sạc cái bút này. Nhưng mà cái này thì chắc là xài một thời gian nào đó thì phải cắm sạc ha. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ cùng nhau viết thử hai cái bút này nha mọi người. Một cái là Apple Pencil 2 và một cái là Tuny Pencil 2.0. Thì thật ra mình so sánh hai cái này hơi cập khiển, tại vì Tuny mình mua cái phiên bản bình thường, phiên bản này không phải là phiên bản mới nhất. Còn Apple thì là đang xài cái phiên bản mới nhất. Nhưng mà thôi mình cũng thử cho mọi người coi để mọi người tham khảo thôi nha, chứ mình không có so sánh hai cái này là cái nào tốt hơn, cái nào không tốt hơn. Tại vì cơ bản cái thằng Apple Pencil 2 đã quá là gọi là perfect rồi. Ok, bây giờ tại vì hồi nãy mình cũng có thử ở trên cái iPad mới của mình, thì cái cây bút mà Tuny á mọi người, thì nó có thể di chuyển, nó sử dụng thì nó có thể di chuyển được lên xuống, chuyển qua chuyển lại nè như bình thường đó, mọi người thấy không. Nhưng mà khi mà vô viết nốt á, viết chữ á, thì lại không viết được. Mình cũng biết tại sao nó không viết được, không biết là do đang kết nối với lại cái Apple Pencil 2 hay là như thế nào thì mình không biết. Cho nên là mình đã lấy cái iPad cũ của mình. Đây này, iPad cũ mọi người thấy là nó bị viền, màn hình nó hư rồi, nó màu tím tím á. Nhưng mà thôi mình cũng viết cho mọi người coi. Đây thì vẫn xài cảm ứng được bình thường nha mọi người, không có gì hết. Và khi mà viết á thì mình viết thì nó ăn đó, nó không có như bên kia đó, mình viết thì nó vẫn ăn bình thường. Nó sẽ hơi có độ
chậm nhẹ hơn so với lại cái Apple Pen này. Mọi người nhìn thấy là nó khi mình viết lên là ăn liền, ăn lập tức, không có gì hết đó. Nè, y như là mình đang viết cái bút thật vậy đó. Còn cái này thì nó sẽ hơi có độ trễ, nó trễ một vài giây. Đây, viết lại nha. Cũng không có đến nỗi nào đâu mọi người, cho nên mình nghĩ là nếu mà mình đang xài một cái iPad cũ như vậy thì cái bút này đối với mình là khá ổn, tại vì vẫn có thể viết được nè. Nè, nè, cũng ok nè. Nhưng mà bị một cái gì nè mọi người, tại nãy giờ mình hay bị đó là cái đầu này quá là dễ đụng. Ví dụ như cái cây này mình cầm nhẹ đụng nó vô này nó tắt. Đó là cái đầu này mà đụng vô cái da mình chỗ này nó tắt. Cho nên là nhiều khi nó tắt lúc nào mình không biết. Cho nên là khi cầm các bạn phải để ý là đừng có đụng vô cái đầu này. Cái đầu này nó nhạy quá. Mặc dù xịn thì xịn thiệt, nhưng mà nhạy thì nhạy quá, cho nên là cũng không được. Với lại một cái nữa nha mọi người, là khi mà mình sử dụng cái Tuni này á, thì khi mà mình viết á, mình tì cái tay của mình lên trên cái màn hình iPad luôn á. Này mình hay để vậy nè, mình viết nè, thì sẽ có lúc nó ăn, sẽ có lúc không. Nè mọi người thấy không? Đó, nhiều khi không ăn nhiều, tại vì nó bị đụng cả hai cảm ứng á, thì nó sẽ nhiều khi nó bị, nó không ăn gì hết. Nhưng mà tiền nào của đó đúng không mọi người? Nhưng mà tại vì đây là cái phiên bản 2.0, còn phiên bản mà 2.5 á, thì nó chỉ mắc hơn có 40 ngàn thôi mọi người. Nhưng mà nó sẽ xài được cho iPad đời từ 2018 trở lên, tức là nó sẽ có chức năng là có thể tì tay được. Cho nên là bạn nào mà xài iPad mới á, thì nên mua cái bút mà 2.5, Tuni 2.5, còn mình đang cầm trên tay là 2.0 thì nó sẽ hơi cùi hơn chút xíu đó. Đó là cái trải nghiệm của mình. Thì thật ra bạn tùy theo cái gọi là mức tiền mà các bạn có thể sử dụng thôi. Ví dụ như các bạn mà dư dả một chút xíu có thể yên tâm mua luôn Apple Pen. Còn nếu bạn nào mà muốn tiết kiệm thì có thể mua Tuni. Thật ra mình thấy nè, ngoại hình nè, y chang, chỉ khác là loại nhựa thôi. Cái này là nhựa kiểu trong, cầm á thì nó nặng tay hơn, nó sẽ nặng tay hơn là cái Tuni. Còn cái Tuni thì nó nhẹ hiều à, nó như đồ chơi vậy á, nó nhẹ hiều à. Với lại Tuni thì nó họ có cho một cái đầu thay nữa nè, một cái đầu bút á để thay á. Rồi bây giờ thì tới phần chính của video ngày hôm nay. Đó, video ngày hôm nay có hai phần. Đầu tiên á là cái bút thứ hai, và tiếp theo đó sẽ là giới thiệu về những cái một cái app mà gần đây mình rất là thích xài ở trên iPad mới này, và nó thay được cho tất cả tập vở sách này kia của mình luôn. Đó, bình thường á thì mình phải đi học tiếng Hoa thì mình phải có một cuốn sách. Rồi mình phải in slide ra, nếu mà có máy in thì mình phải in slide ra. Rồi một cuốn vở để viết bài á mọi người, để mà viết chữ nè. Xong rồi mình phải chụp hình gửi cho cô coi, kiểu vậy á. Nói chung là để luyện chữ á thì mình có một cái cuốn vở vậy, nó có kẻ ô. Mình có một cái cuốn nháp nữa để mình viết bài, học bài mọi người. Với lại mình xé ra để mình làm cái flashcard này. Cái flashcard này á thì nó sẽ là kiểu mình sẽ viết một mặt là chữ hoa, còn một mặt á là nghĩa với lại cách đọc để mà mình học bài mọi người. Nhiều khi mở ra mình đọc là gì, cái mở ra có đúng không á. Thì đó là mình, đây là những cái dụng cụ học bình thường hàng ngày của mình. Nhưng bình thường bút gom rồi nữa. Nhưng mà cách đây mấy ngày mình mua iPad, mọi người biết rồi, thì mình bắt đầu chuyển qua học trên iPad luôn. Và mình thấy rất là thích mọi người ơi. Tại vì hả, rất là tiện, tiện lắm 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 luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái nào mà thay thế cho những cái này nha. Đó chỉ là một app thôi. Đây, các bạn nào mà học tiếng hay học gì đó trên iPad á, thì mọi người có thể download một cái ứng dụng. Mình sẽ mở cho mọi người coi. Nó có tên là GoodNote. Đây, GoodNote 5 nha mọi người. Đây, đây là cái ứng dụng GoodNote. Mọi người có thấy không? GoodNote nè, nó có hình cái bút, nó hình cái nốt nè. Và mình bấm vô, mình sẽ download về. Thì cái ứng dụng này không có miễn phí nha mọi người. Ứng dụng này là một ứng dụng phải trả phí. Và chỉ trả một lần duy nhất thôi, các bạn mua thôi. Hình như mình nhớ là 180.000 mọi người. Chỗ có 180.000, thật sự là rẻ đó mọi người. Mua luôn cái app luôn, chứ không có đóng hàng tháng, hàng năm gì đâu nha. Nó chỉ là một lần trả duy nhất và 180.000. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng này lên. Ứng dụng này á thì đây, từ từ để mình tắt mấy cái mình đang mở nha. Ứng dụng này á thì nó sẽ, đây là cái giao diện đầu tiên mà khi vào nha mọi người. Nó cũng đơn giản, nó không có gì hết. Mình sẽ có thể tạo được folder. Đây, tạo những cái folder.
đó, rồi tạo những cái trang note, thì đây là một cái ứng dụng mọi người thấy là good note, tức là để mà take note này nọ, thì có thể tạo những cái trang note như vậy và mình có thể viết viết cái gì đó lên, ví dụ như viết viết ngày thứ tháng năm gì đó, ngày tháng năm gì đó. Nói chung là mọi người muốn viết take note cái gì thì mọi người có thể sử dụng cái ứng dụng này y như một cái ứng dụng note ở trong ở trên iPad bình thường vậy đó. Xong rồi những cái ứng dụng này á, thì nó có rất là nhiều những cái chức năng nè, ví dụ như viết xong rồi có thể xóa hay là có thể thay đổi cái định dạng của cái bút á, đậm nhạt này kia nè, màu màu sắc nè, nguyên bản màu luôn, hả, hồ lửa kiểu như vậy. Và nói chung là những cái này á, thật ra mọi người có thể lên trên YouTube mọi người coi thêm về những cái video mà người ta hướng dẫn kỹ để mà viết GoodNotes, tại vì video này thì mình chỉ giới thiệu những cái mà chức năng mà phục vụ cho cái việc học của mình thôi, và gần đây mình phát hiện ra là mấy cái này nó đơn giản, mọi người có thể coi ở trên ở YouTube nha. Rồi bây giờ thì đầu tiên là mình sẽ đó, đầu tiên thì mình sẽ có một cái thay thế cho cuốn tập viết bình thường, cuốn tập viết mà cuốn cái cuốn mà viết ô vuông á, thì mình sẽ lên trên Google á mọi người, mình sẽ tìm là giấy viết chữ Hán, thì nó sẽ ra rất là nhiều kiểu giấy viết nè, mọi người thấy không, thì cũng có ô vuông, cũng có này nọ luôn. Các bạn chỉ cần save lại một tấm hình, save về ảnh đó, xong rồi các bạn vô trong GoodNotes và các bạn bấm new và các bạn chọn liền một cái là image đó, thì các bạn chọn cái khung đó là nó sẽ ra được cho cái trang mà các bạn có thể viết mà khung theo cái khung hình vuông, để mà các bạn có thể viết tiếng Hoa. Ví dụ mình, ví dụ nha, mình sẽ viết chữ hổ đi. Đây to quá, đây chữ hổ đó, là viết chữ nị đấy ha. Xin lỗi, nị đó, nị hổ, viết ngược rồi đó. Nhưng mà ý là đó, các bạn có thể viết bài hay là viết cái chữ tiếng Hoa để mình tập viết á, thì mình sẽ viết trên này luôn. Và nó chỉ là một tấm hình đúng không? Bây giờ muốn kéo tiếp để viết thì các bạn chỉ cần dùng hai ngón tay đẩy lên, nó sẽ tự động double cái trang nó lên cho mình viết luôn. Trời, mọi người thấy là nó rất là dễ để mà mình cứ tập viết vậy đó. Mình mở ra thì mình đẩy lên, nó sẽ ra một cái trang mới, ra một cái trang mới cho mình viết. Mình cứ viết bài thôi. Đó, viết cái gì cũng được, xóa rất là nhanh. Thậm chí có công cụ là đem cái này bưng đi chỗ khác, bưng qua bưng lại. Đó, trời ơi, rất là đơn giản. Cho nên là mình cũng đã có một cái gọi là bài viết tiếng Hoa đầy vỡ tập viết chữ Hán của mình. Đây, mình sẽ sử dụng tay để mà mình di chuyển và mình sử dụng bút để viết nè. Đây là tự vỡ tập viết tiếng Hán của mình, các bạn hơi zoom ra, zoom vô, zoom ra, zoom vô. Đó, đó, các bạn có video mẹ mấy cái chữ này mình viết. Ví dụ muốn viết thì mình chỉ cần viết lên đây thôi. Người thấy không? Nó rất là đơn giản. Đó, kiểu như vậy. Đó, cho nên là mình tập viết ở trên này luôn, mình thay thế cho cái cuốn này luôn mọi người. Mình không cần phải viết xong rồi mình bôi, mình gơ, mình xóa. Mỗi lần mà mình, mấy bạn biết sao, mỗi lần mình xài cái cuốn này á, mình viết, mình bôi xong, nguyên một cái bàn của mình đầy những cái vụn của cái cục gơm á mọi người. Xong rồi kiểu bút phải thay ngòi rồi cái này kia, rất là mất công. Với lại có nhiều khi sai sửa này nọ, mình dùng bằng cái này á, mình chỉ cần bôi nhẹ nhẹ, ví dụ như viết cái này kia đi đó, viết sai bôi đó, rất là đơn giản. Rồi viết cái gì đó muốn bưng ở đây chỉ có gom lại, bưng đi bưng qua bưng lại đó, cực kỳ là đơn giản luôn mọi người. Cho nên là mình thấy rất là thích cái kiểu mà viết kiểu mà digital như vậy đó mọi người, tức là viết viết kiểu công nghệ á. Trời, mình nghĩ sao mình không phát hiện cái này sớm hơn mà mình đã học. Mình thấy bây giờ kiểu các bạn mà học mà đại học hay là học mà online này kia có những cái này rất là tiện luôn nha. Đó, đây là một ha. Cái mà chức năng tiếp theo mà mình rất là thích đó chính là đọc được file PDF. Tức là file PDF là cái gì? Là những cái sách, ví dụ như là sách online này kia, mình có thể download ở trên Google và mình thả vô đây luôn. Mình học, mình take note ở trên này luôn, không tốn tiền nha mọi người. Ví dụ như slide cũng vậy, mình thì mình bỏ slide của cô á, ví dụ như bài của cô giảng á, mình bỏ vô trong này, xong rồi mình sử dụng thì mình có thể
take note luôn. Ví dụ như cái này là chào sang là buổi sáng đúng không? Mình sẽ take note vào đây. Buổi sáng. Cái này mình viết nhanh cho nên chữ hơi xấu. Rồi đó, các bạn hãy zoom vào buổi sáng. Các bạn check note ở trên cái slide của cô luôn nè. Cái này slide của cô gửi nè mọi người. Thì mình check note vô luôn. Ví dụ như cái này là trì choãng, tức là kiểu thức dậy. Thì mình cũng sẽ mở ngoặc, mình ghi là thức dậy. Mình có thể check note ngay trên cái slide của cô luôn. Cho nên là mỗi lần mà cô dạy tới đâu thì mình check note tới đó. Rất là nhanh, rất là hiệu quả. Đó, mọi người thấy không? Slide take note thì nó lưu vậy luôn, xong mình cứ mở ra mình coi thôi. Nó là một cái ứng dụng take note nhưng mà có thể đọc được file PDF và có thể xuất cái này ra thành một file PDF luôn để các bạn có thể in hoặc là cái gì đó, thì rất là đơn giản. Rồi tiếp theo là một cái chức năng nữa, đó chính là flashcard. Tức là thay cho cái này nè mọi người, thay vì mình phải ngồi mình cắt giấy, mình viết rồi mình học, thì bây giờ ở trên này có chức năng đó luôn. Mình sẽ tạo một cái notebook mới, mình chọn cái flashcard là cái định dạng của nó mọi người. Đó, nó có định dạng là flashcard, flashcard. Và mình sẽ, nó sẽ ra một cái ô, nó sẽ có hai cái khung. Ví dụ như khung đầu là question nè, mình có thể viết chữ gì đó, ví dụ như chữ chữ hậu đi. Viết bút to cho mọi người dễ nhìn nha. Đó, đây là chữ hậu. Thì mình sẽ viết ở dưới đây, mình viết cái cách đọc của nó. Ví dụ như hậu, hậu nè, nè nghĩa là tốt nè. Đó, rồi mình muốn tạo trang mới cứ đẩy hai ngón lên, hoặc là các bạn nào mà thích đẩy ngang thì có thể chọn đẩy ngang cũng được. Ví dụ như là quở nè, quở, quở nghĩa là tôi. Đó, mình ghi cách đọc và mình ghi cái nghĩa của nó. Xong rồi mình cứ thêm từ vô, ví dụ bạn các bạn thêm từ gì cũng được, ví dụ như hạnh nè. Hạnh, hạnh là kiểu là gọi là gì, rất hả? Hạnh là rất á mọi người. Mình sẽ ghi cách đọc và mình sẽ ghi cái nghĩa vô. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái chức năng đó là study flashcard. Đó, bây giờ nó sẽ hiện lên cho mình là đây là câu hỏi nè, là what, cái này chữ này là gì, thì mình sẽ tự đọc, mình sẽ tự nhớ là đây là what nghĩa là tôi. Đó, xong nó sẽ hiện ra cái kết quả, mình nhấn một cái là nó sẽ hiện ra cái đáp án mình dò có đúng không. Nếu mình thấy mình nhớ được bài rồi thì mình chọn good hoặc là easy, hoặc là nếu mình không nhớ mình muốn học lại cái từ này mình chọn again. Bây giờ mình sẽ chọn again nha. Rồi bây giờ tới cái chữ này, nó là chữ hình. Hình là nghĩa là rất. Đó, hình rất. Thì mình thấy cái chữ này dễ quá rồi, mình không cần học nữa, chọn easy. Rồi cái này là chọn chữ hậu. Chữ hậu là tốt. Mình có thể chọn good là bình thường. Đó, rồi bây giờ nó sẽ quay lại cho mình cái chữ what nghĩa là tôi. Mình thấy good rồi, mình chọn good. Đó, là mình đã học hết cái bài ngày hôm nay. Rồi nó sẽ báo cho mình là có bao nhiêu cái easy, có bao nhiêu cái good này nọ. Và mình sẽ học lại, thì mình học lại mình chọn, còn không thì mình thoát ra. Đó, như vậy là nó cũng đã thay cho mình được ba chức năng này nha, thay được cái flashcard của mình, thay được cuốn vở tập viết của mình, có thể thay được đương nhiên là cuốn sổ nháp luôn, tại vì các bạn có thể take note bất cứ cái gì trên này, xong rồi các bạn xóa. Trời ơi, nó còn tiết kiệm hơn là mở một cuốn tập nháp ra nhìn viết rất nhiều. Đó, thay được ba cái này rồi nha. Còn cuốn sách á, thì tại vì cuốn sách mình đang học á, thì nó sẽ không có bản PDF trên mạng, tại vì do bản quyền gì đó cho nên là mình không có tìm được. Nhưng mà có rất nhiều sách tiếng Hoa khác hay là bất kỳ một cái sách giáo khoa nào đó, các bạn vẫn có thể tìm được ở trên mạng rất là nhiều. Và các bạn phải download về và take note ngay trên cái này luôn. Đó, ví dụ như mình take note ở trên slide nè, take note em thì người sang khưa là sang khưa là đi học, lên lớp mọi người. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng chức năng từ điển nữa. Mình đang một cái ứng dụng từ điển, các bạn có thể sử dụng từ điển của Hán Việt khi từ điển nào cũng được. Cái nếu bạn nào học tiếng Trung á, thì mình có giới thiệu cái từ điển này. Từ điển này là tuyển Hanzi Dictionary gì đó, thì nó có hình con gấu này nè mọi người. Đó, thì các bạn nó sẽ sử dụng kết hợp được chung với lại cái GoodNotes này luôn. Đó, nó chia màn hình làm đôi như vậy nè. Đó, nó đa nhiệm mà. Cái iPad bây giờ thường là mấy cái máy tính bảng này nọ đời mới bây giờ đều đa nhiệm được như vậy hết. Thì mọi người có thể vừa viết bài, ví dụ như mình đang viết cái từ choãng này, thì mình có thể mình tra cứu cái từ choãng này. Ví dụ như mình viết nè,
viết lộn chữ rồi. Mình có thể viết cái từ chuẩn này ra rồi mình tìm nghĩa nó. Nó sẽ ra được cái nghĩa của cái từ này luôn, rồi cách đọc này nọ. Chuẩn. Mình rất là kiểu hào hứng với cái việc học luôn á. Tại vì nhờ vào cái ứng dụng này mình có thể rất là gọn. Các bạn có thể mang cái iPad đi vô phòng khách, đi vô toilet, đi vô phòng bếp. Nói chung là có thể học bất cứ chỗ nào. Tại vì nó gọn quá mà, các bạn đâu cần phải ôm một đống này theo nè. Mình thường phải ôm 4 cuốn, thêm cái bút, thêm cục gom, cái thước, rồi mang cái này theo. Trong khi tất cả mọi thứ đều mình đều có thể sử dụng ở trên iPad này. Cho nên là mình thấy nó rất là gọi là tiện cho cái việc học này nọ. Bởi vì mình thấy các bạn mà nhỏ, phải có nhỏ nữa, các bạn sau này á, các bạn có máy tính bảng này nọ, các bạn học á thì nó sẽ có nhiều điều kiện để học tốt hơn. Nên mình cũng hy vọng là những cái thông tin ngày hôm nay mà mình chia sẻ nó cũng sẽ giúp được phần nào cho mọi người có thể thêm được gọi là sự hào hứng trong việc học sau này. Tại vì thiệt lắm mọi người. Ok, thì chắc là video này dài lắm rồi á. Mình hy vọng là nó sẽ giúp ích cho được cho mọi người tham khảo thêm. Thứ nhất á, là về so sánh hai cái bút. Thứ hai á, là cũng thêm một cái nữa, đó là cái ứng dụng mà mình đang xài, mình chia sẻ cho mọi người, để cho mọi người cũng có thể tiếp cận được với những cái ứng dụng xịn sò như vậy để mọi người có thể học ha. Còn bây giờ thì video dài rồi, cho nên cảm ơn mọi người đã xem video này của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau, và mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về việc học của mình sau này. Ok, bye bye mọi người, bye bye.